Sáng nay cùng với đại chúng chùa con nghi đi về đây để được cùng với chư tăng ni và phật tử đón mừng ngày giáng sinh của đấng từ phụ. Trên đường đi thầy khởi nghĩ Phật pháp quả là nhiều mặt. Khi mà còn là tăng sức, còn đi học thì thầy nghĩ cái chữ nhiệm màu nó cũng cao siêu lắm. Rồi bây giờ càng ngày thầy nghĩ nó càng dài, nó không có còn cái sự bến ngại, không còn được cái sự mà nhận lẽ nhờ còn trẻ nữa. Cho nên cái sự suy nghĩ nó cũng theo đó, nó nhuộm dần. Cho nên cái chữ nhiệm màu của thầy là nó cũng đơn giản lắm, nó không giống như hồi còn trẻ. Hồi còn trẻ thầy chỉ cái nhiệm màu đó, thầy nghĩ rằng có thể biết cũng cả cuốn sách, không có dài lắm thì ít biết cũng được cả trăm trang rồi. Nhưng bây giờ chữ nhiệm màu hình như thầy viết một dòng thôi, chữ nghĩa nó cũng theo cái tuổi tác nó có lùi lại hết trơn rồi, thì cũng nó cũng minh mẫn. Cho nên bây giờ nó chữ gì mà nó đơn giản hơn một chút. Sáng nay thầy nghĩ chữ gì mà nó như vậy, thầy nói rằng là nếu ta bảo không sắp xếp, không thúc đẩy, không sử dụng, không sắp đặt cho thầy giải minh mà về cái vùng này, thì hôm nay mình đâu có cái dịp mà được đi dự thêm cái đại lễ Phật đản ở tại khu vực Sa Đà Mê Tô này. Cho nên thầy nghĩ sao thầy chức niệm, thầy Phật pháp nhị mạo triệt hết. Nên mấy năm rồi trước đó thì thầy dành toàn thì giờ thầy đi học, đi hành như cái bóng từ cái đức độ lớn lao của ông hội chủ thường trú tại chùa Việt Nam bao nhiêu năm rồi. Thầy học hành sáng suốt, thầy phát tâm học hành sáng một chuyện, rồi phát tâm làm Phật sự là một chuyện, rồi phát tâm làm một sự tại một cái vùng nhưng mà có hữu duyên lại là một chuyện khác. Mà thầy thấy thầy đến bên thì đầy đủ ba cái chuyện: phát tâm rồi chọn cái vùng, mà rồi Phật tử và thầy có rất nhiều duyên lành. Cho nên những cái Phật sự nơi đây tiến triển nó đề đạt và nó rất là tốt đẹp. Thế tiến triển đều đạt rất là tốt đẹp. Tất cả quý Phật tử đã hỗ trợ, đã cộng tác với thầy làm được những cái Phật sự an hành nhưng mà rất là vững chãi. Những cái ngôi chính điện này mà thầy đã có làm nói thì tuy rằng thầy về sau ở cái vùng này, nhưng mà cái ngôi chính điện này không có hùng tráng như là những cái ngôi đại hùng bảo điện tại bên nhưng nhìn lại cái thân phận của những người Phật tử mà từ ngộ như chúng ta, một cảnh hay quy mà có được một cái đạo tràng như thế này thì phải nói rằng cái chuyện không có đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào hết. Mà quý Phật tử cũng có thể không thấy cái chuyện đó khi mình đóng góp những cái chuyện Phật sự trong một cái đạo tràng, mình không để ý là nó như thế nào. Nhưng mà chắc chắn rằng 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, đạo tràng chùa Nguyệt Quang này
sẽ đi vào cái lịch sử truyền giáo ở tại ít nhất là cái thành phố cái county Sacramento này. Thầy Diệu Linh sẽ là một trong những người mà cùng với chư tôn đức tăng ni có mặt ở đây từ trước đến nay đã xiển dương Phật pháp. Cùng thầy đặt lại một lần nữa quả là nhiệm mặt hết sức nhiệm mặt và vì vậy mình đã làm thầy có gì hiện diện trong những buổi lễ trong chủ nhật qua tổ chức không phải là làm được có mặt được. Thật sự thì chỗ này chỗ kia mà có đối tượng nhau hôm nay thầy đặt qua là cố gắng sai biệt ngài thầy rất là thấy cảm giác có hạnh phúc và cũng có cái duyên nào đó trong nhiều đời nhiều kiếp trong cái hàng thân chúng nói chung và đối với thầy để nói riêng nên thầy khi mỗi lần có gì cảm tác về đây thầy thấy